chị Ngọc Nhàn, 33 tuổi, ở ấp An Thạnh, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, mở nhiều dây hụi rồi lấy tên hụi viên khống và bán hụi để lừa đảo chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, phiên xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Nhàn 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc Nhàn phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Theo cáo trạng, năm 2014, Nhàn đứng ra làm đầu thảo hụi, mở các dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để hưởng hoa hồng. Cuối năm 2014, có hụi viên hút nhiều phần hụi và nợ hụi chết số tiền 200 triệu đồng và không đóng nên bị can Nhàn vay tiền với lãi suất cao để choàng hụi. Đến năm 2018, để có tiền trả lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân, Nhàn tiếp tục mở nhiều dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng, rồi kê tên khống vào các dây hụi để chốt, tự ý lấy tên hụi viên hút hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền. Đến ngày 5 tháng 12 năm 2019, Nhàn tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi, còn 158 dây hụi chưa kết thúc, bao gồm hụi mùa, hụi tháng và hụi tuần được mở trong thời gian từ 19 tháng 2 năm 2014 đến 5 tháng 12 năm 2019. Trong các dây hụi chưa kết thúc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được bị can Nhàn có hành vi gian dối trong 153 dây hụi để chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng. Trong đó, Nhàn đặt 806 phần hụi khống, rồi hốt 717 phần, chiếm đoạt số tiền gần 3,8 tỷ đồng. Tự ý lấy tên hụi viên hút 555 phần, chiếm đoạt số tiền 3,1 tỷ đồng và bán khống 18 phần hụi, chiếm đoạt trên 156 triệu đồng.